Hello mọi người, hiện là mình Zuma TV đây. Hôm nay sẽ làm một cái video tổng hợp những bộ phim hay nhất từ trước đến nay của Mel. Mọi người hãy đón xem và cảm nhận nó nhé. Đừng quên là xem từ đầu video đến cuối video và để lại ID ở dưới. Mel sẽ chọn bất kỳ 3 bạn để video sau tặng quà nha mọi người. Ok mọi người ơi, hôm nay Mel sẽ giới thiệu cho mọi người một phần mềm chơi được tất cả các game điện thoại trên máy tính nha. Đó là Nox Player. Đặc biệt là chơi game Free Fire siêu mượt luôn đó mọi người, không bị giật hay lag gì đâu. Vì phần mềm này siêu nhẹ và hỗ trợ hầu hết các dòng máy Android luôn đó. Ngoài ra bàn phím được thiết lập sẵn, mọi người có thể chọn luôn hoặc tùy chỉnh theo ý thích nha. Nox Player còn hỗ trợ đa nhiệm, bạn có thể chơi nhiều game cùng một lúc hoặc chơi một game nhiều nick cũng được luôn á. Mel sẽ thử cho mọi người xem nha. Đó, siêu mượt luôn đó, bắn toàn đầu luôn. Để tải Nox Player thì các bạn vào trang web vn.bignox.com hoặc vào link mình để dưới phần mô tả video nhá. Tải về ngay và trải nghiệm nào. Trời trời, cô Tê à, nhảy thôi cũng dễ thương nữa. Mà sao đứng đây cả buổi rồi không ai mời luôn á. Ta nói nó chán thật sự chứ. Xinh thế này mà không ai chơi chung. Phí quá, phí quá. Thôi, vô tử chiến đi ghép xem nào. Yo. Gái xinh, gái xinh. Chả xinh, không xinh thì xấu à. Nói thế cũng nói. Này, nói gì đây? Nói gì? Nói gì ai đó tự nghe, ok. Ba chăng hả? Này nhá, không quen không biết gì á, thì đừng có nói kiểu đó. Ôi dồi ôi, sợ quá, sợ quá. Chắc phải chiêu hiêm cho đỡ sợ. Con trai đúng kiểu ai cũng giống ai. Cứ thấy gái xinh là cứ tấn tấn lên. Tưởng mình xinh lắm hả bà chàng. Bớt ảo lại nha, không thì không có ai yêu đâu. Này nhá. Úi cáo rồi kìa, bình tĩnh không là nhanh già lắm. Ơ thế bà người ta không có ai yêu, chắc mình có ai á. Ê sắc ế à ông nội. Nói gì? Ủa già rồi hay sao mà mắc bệnh điếc nữa hả? Không ưa nhau thì tránh xa ra nha. Cứa cổ cơ á, chắc tôi sợ. Cứ đợi đó. Ủa chứ ông nội định làm gì tôi? Hay gà thế nhờ, tí gà lại tụt ganh. Lỡ kỹ thuật tí thôi sao? Gà thì nhận gà đi, để gánh cô em đừng có mạnh mồm nữa. Ừ, để anh gánh cô em. Ủa, sao chết rồi bà rô? Kìa, không gãy được nữa à? Tim có bốn đứa thì hai đứa AFK rồi sao chơi? Má. Lúc nào cũng chết trước vậy bà chặn. Ủa chứ, ông nội gì đó bà bắn bà rô lắm mà, nãy giờ không bắn được kêu nào. Ơ kìa, bắn nó. Ủa? Có hai người bắn không lại nên cứu thôi. Thế mà cái mồm mà bà rồn. Cứu dậy thì cũng chết thôi. Bắn gà còn trách ai? Đừng có để tôi gặp lại anh. Chắc tôi cũng gặp lại cô. Tự nhiên lại gặp cha nội nó chi vậy? Vô danh ghép cho rồi. Đúng loại anh ra ngõ hẹp mà. Ủa ủa gì vậy lại gặp nữa hả? Lại còn áo đôi nữa chứ. Sao bà cứ ám theo tôi hoài vậy chẳng? Không biết ai bà mai đâu ông cổ nội ạ. À? Dạo thấy nhờ có hẳn khẩu súng kia luôn. Thì sao? Dạo mà bắn gà thì cũng chén. Vực vực. Không phải tiếc cái điểm danh thì thoát lâu rồi nhá. Tránh xa tôi ra đừng có đi gần tôi. Cho cũng không hèm nha. Ba nó không có súng trời ơi. Lúc nào cũng gục trước hết. Đại không có súng đâu nhá. Gà thì nói gà đi còn bày đặt. Này nói ai bày đặt đấy. Ai gà thì người đó tự nhột nha. Bà gồ mà lại phải ngồi xem à. Cứ ở đó mà khịa đi. Biết cứu là tốt đó ông cố nội. Ơ kìa sao lại cùng thế. Nãy khịa chân lắm vào giờ quả báo ập đến. Nè tình nãy cứu thôi giờ cứu lại đó. Biết điều đó bà chàng. Má cay thế nhở. Biết thế không cứu. Đi đâu vậy bà chàng, định chạy trốn sao? Này nhá. Chơi mình đi. Cay thế sao lại động gặp anh ta. Anh nhà ở đâu thế? Đây có bạn tao mà yêu không? Cái gì? Sao đi đâu cũng gặp cô vậy? Chắc tôi muốn gặp anh á. Ủa hai đứa chúng mày quen nhau hả? Không quen. Tao vô rồi đây. Mày đi gì mà lâu thế hả? Uống có cốc nước tôi mà mất cả tiếng đồng hồ. Thôi có cô bé nào đây? Mày lại lên cơn đấy Hạnh. Mèo ơi mèo mở mic đi. À alo mèo vẫn mở mà. Giọng hay vậy ba. Này mày chưa trả lời tao đâu đấy. Ơ mày đây bạn mày à. Sao không giới thiệu cho tao? Ủa không phải mày còn có tao sao? Hả mày nói gì? À không có gì. À mèo ra chơi riêng với Thịnh không? À chơi thì chơi cả bốn luôn đi, lại còn tem hai. Ai mà thèm chơi với ông cố nội. Này chưa đụng thì đừng chạm nha bà chặn. Ủa mày quen mèo sao Hoàng? Nãy vô trận gặp thôi chứ ai quen. Con gái gì mà như bà chặn. Vâng vâng ông già khó tính. Này bảo ai là ông già. Ơ kìa nhô thả bạn Hoàng. Huyền sao mày im thế? Đừng có đánh chống làng ông cố nội ấy. Mà Huyền mày sao đấy? Nãy giờ im thế. Kệ nó là vậy em. À vâng tao ra đây cái nha. Con này nó bị sao vậy ta? Ê Hoàng bọn thằng Phúc xin vô. Cho nó vô tao xem. Thế nào có rô luôn. Bắn 10 trận thua 10 trận vẫn chưa thấy nhục à. Lúc đấy tao chưa có người. Giờ tao có người chia lại. Hay là tụi mày không dám. Mày nghĩ sao bọn tao phải sợ mày? Thế
thì 8 giờ tối nay chơi kèo nhé. Nếu chúng mày thua thì phải để lại con đoàn 2 triệu danh dự này cho tao. Chơi. Ok. Này Hoàng, sao mày đồng ý nhanh rồi? Cả một quân đàn bao nhiêu danh dự đó. Yên tâm đi, tao lo được. Quan trọng là giờ có mỗi ba đứa. Hoàng à, mày đồng ý cho kèo với bọn Phúc sao? Giờ thiếu người đó sao chơi? À Huyền, tao nè, để tao bắn cung cho. Được phết nhờ. Bà chẳng sao mà bắn được. Ơ nè, đừng có khinh cường người khác. Thế mày bắn hộ bọn tao nha. Ok ok, đơn giản. Vô lại gục xuống thì quê lắm. Này, đừng có mặc kệ tôi. Cô chung thế nha, tối nay mèo bắn nha. Bắn tập trung vô, bên kia bắn gắt lắm đó. Mèo bắn không được thì xin lỗi Thịnh nha. À mèo là con gái mà, Thịnh đang bảo thằng Hoàng. Thôi xong, còn mỗi mèo à? Không sao đâu, mèo cứ bắn từ từ thôi. Không sao mèo ơi, chơi lại. Cẩn thận nha. À mèo biết rồi. Chị ơi, lại gục nữa hả? Hay, chơi game mà toàn gục thế này. Này Hoàng, mèo là con gái, mày đừng có nói kiểu đó. Mèo bắn hay quá. Mèo cảm ơn nha. Bắn ăn may thôi. Vâng vâng, ăn may, ông cố nội là nhất. Ờ kìa mèo, cẩn thận. Để tôi cứu mèo nha. Mèo cảm ơn. Tập trung vào, đừng để thua. Để cứu bà chàng cái. Ông cố nội này nói gì đó hả? Máu nè, bơ vô không chết bây giờ. Ủa sao tự nhiên tốt dữ vậy? Thắng rồi, cảm ơn mèo nhiều nha. À không có gì đâu. Huyền à, sao nãy trong trận mày im vậy? Tao còn có thể nói gì nữa khi mọi sự chú ý đều thuộc về mày. Tao... mày không cần nói gì hết đâu. Ủa Huyền nó sao vậy? Mày còn hỏi nữa à? Trong trận thì cứ chỉ biết mình mèo. Đến bây giờ mày vẫn chưa biết Huyền nó đang thích mày sao. Cái gì? Mày đùa tao sao hả? Mày nghĩ chị này mang ra đùa được sao? Có đứa con gái nào vô mày cũng quên mất Huyền. Tao chỉ coi đó là bạn và tao không thích nó. Rồi tao thích chắc mày cũng biết rồi. Thịnh à, không thể đâu. Sao lại không thể? Hay là mày thích mèo rồi? Tao sao có thể thích bà cô này được? Cái gì? Bà ai là bà cô đấy? Nếu mày không thích thì mày sợ cái gì? Không phải tao sợ mà giờ còn Huyền mày tính sao? Tao sẽ nói chuyện với nó. Mày tính từ chối nó hẳn hừng vậy sao? Nó là con gái đó, mày không biết suy nghĩ sao Thịnh? Giờ người con gái tao thích là mèo chứ không phải nó. Mèo à? Hả? Hả? Ơi mèo nè. Thịnh thích mèo, mèo cho Thịnh cơ hội được không? Mèo vừa bắn xong, mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Hả? Mày đừng có xen vô Hoàng à. Tôi muốn nghe câu trả lời của mèo. À, thì mèo có việc rồi, mèo họp xíu nha. Huyền ơi, mày đâu rồi? Mày mời tao làm gì? Tao xin lỗi, là vì Thịnh. Mày không cần nói gì nữa, tao biết hết rồi. Tao không biết là tao có đúng khi mời mày vô chơi cùng không nữa. Tao... cái người chơi với nó mấy năm trời không bằng cái người vừa mới chơi với nó được vài trận. Tại sao ai cũng thích mày? Mày có cái gì hơn tao? Hay tao không có gì bằng mày? Mà người tao yêu giờ cũng bám lấy mày. Huyền à, mày bình tĩnh nghe tao nói được không? Không có gì để nói nữa đâu. Ơ Huyền, cái con này, sao mà không chịu nghe tao nói? Huyền à, mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Tao không có thích Thịnh. Mày nói sao cơ? Tao không thích Thịnh. Mày nói thật không? Mày không tin tao sao? Trước giờ tao có nói dối mày cái gì chưa? Sao để tao tin được mày? Người tao thích là Hoàng, không phải là Thịnh. Cái gì? Bà chàng nói gì cơ? À, mèo ơi, ra chơi với anh. Đó, mày tin chưa? Ờ, thì tin rồi. Mèo à, ra tôi mời, tôi có chuyện muốn nói. Thôi, chơi với cả team đi Thịnh. Vậy cũng được. Vậy tôi sẽ nói luôn ở đây. Mèo chấp nhận tình cảm của tôi được không? Tôi thích mèo. Ơ Huyền, mày không biết Huyền ở đứng đây sao Huỳnh? Nói gì thì nói nhưng cũng phải để ý đến nó chứ. Mày đi mà để ý nó, ta chỉ coi nó là bạn không thể hơn. Mà mèo có người mình thích rồi. Mèo nói gì cơ? Huyền à, mày đừng có thoát nữa. Ông của nội, bỏ đồ ra cho tôi đi. Gì vậy? Nhanh lên. Mèo à, sao mèo lại qua chỗ Hoàng? Còn Huyền nữa, tao có người mình yêu rồi. Tao hiểu rồi. Người mèo thích không phải là Thịnh, mà là Hoàng. Mèo nói gì? Mèo nói là người mèo thích không phải là Thịnh, mà là Hoàng. Thịnh hiểu rồi, mày được lắm Hoàng. Mình làm vậy có đúng không ta? Trời, ông cố nội lại mời làm gì đây? Hello Nghiêu. Này, nói gì đấy? Chứ không phải ai đó bỏ thích tôi sao? Nãy trong trận còn bảo người tôi thích là Hoàng mà. Bị ảo hả? Diễn thôi nha ông cố nội. Ai mà thèm yêu ông già khó tính này chứ. Chỉ là diễn thôi sao? Chứ còn gì nữa. Ghét còn không hết thì yêu trả đương cái gì. Cậu ghét tôi hết sao? Chứ sao? Cái đồ đáng ghét. Ghét cho lắm vô nha. Rồi sau này cậu không thoát được tôi đâu. Là sao? À không có gì, sẵn sàng nào bà chăng. Má, ông
cô nội. Có khi nào sau này ông cố nội với bà Trần là thành một cặp không? Hả? Cậu nói gì? Nếu ông cố nội thích bà Trần thì sao? Nói cái gì đấy? Làm sao có thể như thế được không? Cái đó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Nếu tôi biến được cổ tích thành đại thực thì sao? Trời ơi, chắc nay có bão. Đời nào ông cố nội lại nhẹ nhàng với bà Trần. Mèo cẩn thận. Ui cái gì vậy? Không gọi tôi là bà Trần nữa à? Nay lại quan tâm người ta dữ. Nó nhảm gì đây? Cẩn thận không nó bắn cho bây giờ. Sao mà bắn được tôi? Không đơn giản vậy đâu. Ôi lại gáy kìa. Gáy đâu? Nó là sự thật mà. Vâng, bạn là nhất. Ủa sao nay quan tâm mình, không cãi nhau với mình vậy ta? Nè, tôi cho máu này, bơm vô không địch nó bắn đi. Ôi, nay ông cố nội tốt ghê. Cậu là người đầu tiên đó. Hả? Nói gì cơ? Nói gì đâu, thế có lấy không? Có chứ, chả lấy. Thì cũng muốn lấy lắm mà. Ba lô không đủ chứa? Ai đó có ba lô to thế ta? Nè, cho nè. Ủa, cho tôi thật luôn hả? Cho gọi thì bơm máu vô đi, nhanh. Tuân lệnh ông cố nội. Sao người im nó gọi? Cơ hội kia gọi có nên không ta? Còn chần chờ gì nữa? Anh chờ cơ hội này lắm rồi Mèo à. Chắc là anh đã yêu em mất rồi Mèo à. Lúc hình nó tỏ tình em, anh thật sự rất sợ mất Mèo. Anh sợ mất em lắm, vì vậy anh sẽ không để mất em đâu. Mèo phải là của Hoàng chứ không phải của Hình. Ngồi đó chờ anh nha. Quên lấy động lực bắt địch cái. Ngồi đó nha công chúa của anh. Anh trở lại rồi đây. Gì đây? Ủa sao em đi đâu lâu vậy? À quên, tôi nhầm. Ủa sao cứ nhầm mà vẫn ngồi đây vậy? Không có gì đâu. Ủa gì vậy? Đã bảo không có gì đâu mà. Sưng ngại kìa. Có gì nói nghe coi. Tôi thích cậu. Hả? Nói gì cơ? À thôi, để khi nào có cơ hội tôi sẽ nói. Huyền nó xin vô nè. Khoan, mày có biết Thịnh đâu không? À Thịnh. Tao đang hỏi Hoàng, không có hỏi mày. À tao. Thịnh nó off 3 ngày nay rồi, mày có biết nó ở đâu không Hoàng? Tao không biết. Huyền à, Hoàng với Thịnh đang căng thẳng như thế. Tao biết rồi, không cần mày nhắc. Tao xin lỗi mày Huyền à, tao không biết chuyện này nó lại thành ra như vậy. Ơ, Thịnh off lại rồi. Mời tôi, có chuyện gì? Sao mà ngày hôm nay Thịnh off vậy? Cậu lo cho tôi sao? Chắc tôi nghe nhầm, ủa mà Hoàng của cậu đâu? Không chơi với nó à? Thịnh à, Huyền nó. Đừng nói chuyện đó nữa. Tôi không nghe. Xin giới thiệu với cậu, đây là người yêu tôi. Hả? Đây là người yêu tôi. Hả? Thịnh có biết là Huyền nó yêu Thịnh như nào không? 3 ngày nay nó lo lắng cho Thịnh như nào Thịnh có biết không? Mà giờ Thịnh còn nói là có người yêu nữa. Mà bé kia nữa, nhiêu tuổi rồi mà yêu đương hả? Hai giờ nói như nào? Hai bảo em vô đứng im đó rồi giờ chị ấy hỏi em không biết trả lời. Là sao? Mày làm hỏng hết việc của anh mày rồi. Thôi thôi em không làm nữa đâu. Thích chị Huyền rồi thì anh nói đi. Ờ con bé này. Ủa? Vậy là... Em không phải người yêu anh Thịnh. 3 ngày qua anh bảo với em là anh thích chị Huyền. À anh sợ chị Huyền vẫn giận và không tha thứ. Khổ quá cơ, tỏ tình thì người ta mới biết chứ. Vậy là Thịnh... Đúng vậy, số 3 ngày qua Thịnh đã nhận ra được rồi. Mèo giúp Thịnh được không? Ok nè, đợi Mèo mời Huyền nha. Nhớ phải mang chị dâu về cho em đó hai. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ê, ông cố nội, có chuyện vui nè. Chuyện gì vậy? Từ từ đã, chào Mèo. Mày mời tao làm gì? Huyền à, mày nghe tao nói nha. Tao không muốn nghe. Huyền à, Mèo không cố ý, mày đừng có làm vậy. Đến cả mày bây giờ cũng đứng về phía nó hả? Hay là mày yêu nó rồi? Tao... Đúng là không sai được mà. Ủa Hoàng, vậy là sao? Mày có cái gì hơn tao chứ mà ai cũng thích mày. Bây giờ mày lại mời tao vô để làm gì? Cầu xin mày, nghe tao nói một lần, được không Huyền? Ờ, ai đây? Chắc mày lại có mấy thằng nữa rồi chứ gì? Huyền, tao không cho mày xúc phạm Mèo vậy. Tao không biết nó là ai thật. Thế đây là thằng nào? Huyền à. Ai đó, giọng đâu? Giọng người em yêu mà em không nhận ra hả? Thịnh. Thật ra Thịnh nó... Anh yêu em Huyền à? Cho anh một cơ hội hả? Ờ, đâu rồi? Hay là xuống quá không chịu được rồi. Mèo, mày đánh tao một cái đi. Tao đang mơ hả? Em không mơ đâu. Anh xin lỗi em vì đã không nhận ra tình cảm em sớm. Anh xin lỗi đã làm em buồn suốt ngày qua. Giờ anh ở đây rồi, anh không đi đâu hết. Cho anh cơ hội để được bù đắp cho em nha. Ồ, kìa Huyền, đồng ý nhanh còn kịp. Thật ra thì em cũng yêu anh. Vậy làm người yêu nha. Em đồng ý. Ôi là trời, chưa gì đã phải ăn cơm chó rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn người anh em nha. Đau mắt quá đi. Trời còn chụm đầu nữa chứ. Mèo muốn chụm đầu hả? Ngồi xuống nào. Gì đấy? Ai mà nhằm chụm đầu với ông cố nội? Ai bắt cùng đầu đây? Cục vàng đợi anh. Anh tới đây. Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu mà. Cái gì đấy? Có lẽ vậy Mèo à. Chắc là vì yêu em mất rồi. Ủa, anh nói gì vậy? Tôi không giấu nữa. Tôi yêu em. Anh yêu em Mèo à. Cục vàng ơi lên anh đèo. Dạ. Mèo lên, Hoàng đèo nè.
em nói anh chó quá à. Ờ, tao thấy gì đó sai sai. Trời, nhầm rồi, xuống trả người yêu cho tao. Trời trời trời, nhầm bồ là giỏ đấy. Thôi anh ơi, cho Hoàng có chút không gian đi. Ủa, là sao? Nãy anh nói rồi đó, cho anh cơ hội được không yêu? Ai mà thèm yêu cái đồ đáng ghét cơ chứ. Ghét cô nào, chờ trao của đó đó nha. Anh yêu em. Không biết gì luôn ý, mà đứng đây cả buổi tôi không ai mời. Ui cái gì vậy, nay có bạn thân mời ta. Ờ kìa Mel, sao lúc nào vô game tao cũng thấy mày đứng ngoài sảnh ngoài vậy? Chắc là không có ai chơi cùng chứ gì. Ai bảo thế, tại tao. Mày biết ai đây không? Hai anh trai mưa của tao đó. Ủa chứ sao? Một ông giàu một ông bánh hay. Này kéo tao lên huyền thoại luôn đó. Thấy gì chưa, súng mới ra cốt luôn level 7. Thì sao mày mời tao vô để khoe mày cái này hả? Chứ sao, chắc là mày không có đâu nhỉ. Ai bảo tao không có. Tao nhìn này thôi chứ đầy nhá. Thật không đó hay được cái mồm về bạn? Thật chứ. Bạn cứ đợi đấy, khi nào tao ra mắt cho mày coi. Rồi bạn tôi. Được có mấy cái hành động level 7 mà khoe cái gì. Cạnh két của ba má nạp game đây mà. Mày nói gì đấy Mèo? Đâu, tao có nói gì đâu. Mày chơi đi, tao out đây. Nhớ giới thiệu cho tao đấy. Thì làm gì có ai chơi cùng đâu. Nói thế cho ai cho chứ bộ. Giờ thử đi kiếm xem nào. Nhập team code kiểu này có biết vô được team nào không nữa. Ủa ai mời con này vậy? Mày mời à, tao có mời đâu. Team code kìa hai má ơi. À ừ ha, bọn tao nhầm xíu có gì căng. Mà nghèo thế sao đủ trình chơi với bọn tao. Ủa gì vậy, đây là đâu? Và tôi là ai? Như thế này mà kêu nghèo à hai má? Chứ sao, nghèo thì chắc cũng gà ha. Không đủ tuổi chơi với bọn tôi đâu. Thương đâu, đầy ái nhân gian ai chưa. Ủa nhìn mặc đồ cầm súng vậy mà kêu nghèo. Ủa sao kỳ vậy, game giờ lại đổi mới vậy luôn hả? Chắc phải thay bộ đồ mặc định vô mới thấy giàu hay sao á. Ê, thế này chắc giàu rồi đấy. Vô đá tiếp coi sao nào. Anh nha. Đứng nãy giờ không ai đá vô ta. Ôi kìa mày, gái kìa. Ủa gì vậy, gặp trai hả? Im xem nói gì mình nào. Ủa bạn gì ơi, không mở mic hả? Mèo ơi, mở mic nói chuyện với tụi tôi nè. Hello hai cậu. Wow, tao vừa nghe như vậy. Mày giả giọng gái hả thế? Mình là Mèo này hai bạn. Bọn tôi biết mà, chỉ đồ Mèo vậy thôi. Ê mày, Hoàng xin vô. Đừng cho, mày biết tính nó rồi mà. Chết, tao nhầm. Lại có gái hả, xem nào. Này Hoàng, đây không phải dành cho mày. Tao đã làm gì đâu mà căng vậy. Chắc đây không phải là con vợ hứa 101 của tao đâu chứ. Mày. Ủa mà cô em kia, mở mic lên nói chuyện xem nào. Hello cậu nha. Này Hoàng, tao cấm mày. Tao đã làm gì đâu nhờ, sao chúng mày căng vậy? Ủa vậy là sao? Không có gì đâu Mèo, Mèo đừng để ý nó nha. Đây, Mèo có máu nè. Cảm ơn Mèo nha. Mèo à, xuống đây anh cho cô em đồ nè. Mèo không được xuống. Ờ nhưng tại sao? Mèo chỉ cần biết đi theo tụi tôi là được. Tuyệt đối đừng ra chỗ hè nha. Mặc đồ bot đi như này mới đúng chứ nhỉ. Ủa hai cậu làm gì vậy? Thôi để tí tao thay đồ đôi với Mèo. Đi vậy cũng hay đấy chú bộ. Chút nha, tí ra thay. Nào Mèo đi nhanh lên, bọn tôi sắp đuổi kịp rồi nè. Hai cậu dễ thương thật luôn ý. Dễ thương cái gì, lên xe tôi chở cô em nè. Tao nói rồi đó, mày cấm động vào Hoàng à. Đụng vô là mày không xong với bọn tao đâu. Thì thật ra mày không phải boss đâu. Thú vị đấy, tôi chốt cô em rồi đấy. Gan mời cô em có chuyện muốn nói nè. Để Mèo. Mèo không được ra. Ủa tại sao vậy? Hoàng nó cô gái kinh lắm, Mèo ra lỡ nó. Đúng rồi đó, nó đỉnh lắm. Bao nhiêu gái bọn tôi mời vào là vì tay nó hết à. Uầy, thật vậy luôn hả? Đúng rồi đó, nếu mà nó có 10 Mèo thì Mèo đừng có vô nha. Vô là chưa đến một trận đỏ luôn á. Yên tâm đi, mà không có thích con trai. Là sao? Chứ Mèo là... Không phải, nghĩ gì vậy? Ý Mèo bảo là mày không có thích ông Hoàng đó. À vậy mà làm bọn tôi hết hồn. Mèo tuyệt đối không được vô nhóm của ông nha. À ok, Mèo nhớ rồi. Con vợ thứ 101 của ổng sao? Vậy là ổng có 100 con vợ cơ. Ghê đấy, nhưng mà rất tiếc tôi không phải con vợ thứ 101 đó. Ủa, cái bạn với mình cứ thử đồng ý coi sao nào. Cái tính tò mò không thể bỏ được. Vô xem thế nào thôi chứ làm sao tán được chị mày. Wow. Anh ơi, bé nhớ anh quá à. Bao giờ mà đến lượt em chơi team 2 với anh vậy? Mấy bé đợi anh tí nha. Chào cô em, ta lại gặp nhau rồi. À, không dám. Chào anh. Ủa, đây là ai với anh? Chắc là con vợ thứ 101. Nè nha, anh nói cho cẩn thận. Ai là vợ của anh ta? Mà các cô không thấy anh ta lăng nhăng sao? Vậy mà vẫn bám theo không biết gì cả. Bọn tao thích vậy đấy, được không? Anh Hoàng như thế nào thì bọn tao hiểu rõ, không cần mày chỉ bảo. Nói vậy thôi, chứ chắc cũng đang khoái lắm, còn giả bộ. Nè, nói ai giả bộ? Còn lâu tôi mới thích một người như này nhá. Được lắm, cô em dám chắc là sẽ không thích tôi không? Chắc. Ồ được. Anh ơi, chụm đầu với bé. Em nữa. Cứ từ từ, ai cũng có phần. Ủa, nhỏ kia còn không ra chỗ anh Hoàng. Không bao giờ, cho cũng chẳng thèm. Cô em được đó. Lại em cho anh đồ nè. Lấy đồ của em đó nè anh Hoàng. Rồi, anh lấy hết. Cô em đứng đây nhìn gì vậy? Muốn được anh yêu hương thì bỏ đồ ra nè. Chắc tôi cần. Anh bị ảo hả?
Tôi bắt đầu hết cô em rồi đó. Ủa cái gì vậy? Anh ơi cứu bé giảm phải mìn. Anh ơi em nữa, cứu em. Tự đả lựu chết còn bảo dẫm phải mìn. Thích làm công chúa thế hả hai cô gái? Để bọn tao mày im mồm đi. Anh ơi cứu em. À thì để tôi cứu cho nhá. Mày cút ra, việc của mày hả? Tao muốn anh Hoàng. Anh ơi cứu em. Mày còn đứng nói nhìn cái gì? Cô em có muốn anh cứu không nè? À cảm ơn, nhưng tôi không phải công chúa, ok. Ui đứa nào bạn lén ơi. Giờ thì không muốn anh cứu, phải do chính tay anh cứu của em thôi. Không cần, đi ra đi, thoát cho rồi. Mệt thế nhở, lại mời làm gì nữa đây? Cô em chưa cho anh xin info đó. Sao tôi phải cho? Hoàng tôi đã muốn cái gì thì phải được. Tôi muốn em là của tôi. Bị ảo hả? Về mua thuốc chữa bệnh ảo đi nhá. Em... Ủa sao Mèo lại trong nhóm với Hoàng? Bọn tôi đã bảo Mèo rồi mà. À tại Mèo... Trong nhóm với tao thì sao? Nó có làm gì Mèo không? À không không. Chờ tao tí. Giờ thì Mèo ra chơi với tôi đi. Sao phải ra? Vì tao không muốn người như mày động vào Mèo. Người như tao? Uầy nghe chưa? Như mày mà cũng... Này cô định nói gì? Động đến Mèo thì biến. Ơ nói làm gì đâu. Ơ sao anh lại kích? Chẳng phải nó bắt nạt em sao? Có tôi ở đây rồi Mèo không cần lo nha. Trời ơi đó là con mạo thân Mèo á. Hả? Thì ai bảo nó nói vậy với em? Này Hoàng, Mèo không có dễ cưa đâu. Có bao nhiêu đó người yêu vẫn chưa đủ với mày à? Mày đừng có lo chuyện của tao, cái nói ở đây. 101 con vợ cơ mà, tao nói không đúng à? Mày... Ghê thật đó, như ai làm gì đã kích người ta ra rồi. Quen được hai anh xịn đó bạn tôi. Một thôi, thằng kia nó có người yêu rồi. Mày chọc tức tao hả Phúc? Tao nói nốt lần cuối. Tao chỉ có một người duy nhất, đó chính là Mèo. Hả? Anh nói cái gì? Ghê chưa? Nào thế solo với hai anh trai mưa của tao. Chơi. Không chơi được đâu, họ bắn ghê lắm đấy. Vậy sao? Để tôi xem hai thằng đó thế nào. Có tôi ở đây, em không phải sợ bất kỳ ai hết. Rồi, chót một người khiến trái tim. Ủa, anh mời tôi làm gì? Nếu tôi thắng trận này, em cho tôi một cơ hội được không? Anh nghĩ tôi quan trọng trận solo này sao? Mèo à, tôi... Anh không cần nói gì nữa đâu. Dù sao anh đã có bao nhiêu cô gái rồi mà. Bám theo tôi làm gì nữa? Tôi biết, nhưng họ không phải là em. Trận này chắc chắn sẽ thắng. Mày mặc vậy có ý gì Hoàng? Tao mặc thế nào, đó là quyền của tao. Ủa, bộ đồ... Mày sẽ không dễ dàng về đâu Hoàng. Tao sẽ không để cho mày làm tổn thương Mèo đâu. Cái gì của tao thì vẫn sẽ thuộc về tao thôi. Người con gái mà tao chọn, tao biết phải làm gì để cô ấy vui. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mày sẽ không ngăn cản được tao đâu. Trời trời, game là dễ. Mèo cẩn thận bên nó bắn gắt lắm á. Ôi giời, chuyện nhỏ với Mèo mà. Ôi tôi toang lắc quá. Bạn lắc á. Mèo cẩn thận. À, Mèo biết rồi. Mày nói thôi Phúc à. Ủa, tao không được nói sao? Mèo chưa là gì của mày đúng không à? Chưa là gì của tao, nhưng sau này... Sau này càng không thể, tao sẽ không để cho mày dễ dàng vậy đâu. Ôi nó. Má, bọn mày động vào ai đấy? Chúng mày động nhầm người rồi. Động vô người con gái của tao thì chúng mày có cái kết như vậy đó. Ghê đó bạn tôi, kèo này tao thua, có hai ăn được của nó đó. Tao không biết gì hết nha. Không không, bạn tôi có người yêu. No no, tao bật ế nha. Em có tôi mà. Tôi vẫn ở đây với Mèo mà. Ôi trời ơi, kêu tao chạy đây. Ơ con này, thêm mông nữa hả? Trời trời, cái gì đây? Mày đi đâu mà mất hút thế hả? Thì tao cũng phải dành thời gian cho em người yêu của tao chứ. Giờ tao bận rồi, có gì chơi sau nha. Mèo à, ra chơi team 2 với tôi được không? Mày nghĩ gì vậy? Tao còn đứng ở đây đó. À, Mèo, mẹ Mèo gọi đi. Em đứng đó. Tao nói mày nghe, tao sẽ không để cho mày có được Mèo dễ dàng đâu Hoàng à. Mày giỏi thì mày cứ làm. Được. Gì mà gắt vậy ba? Bây giờ phải làm sao? Hai ông tranh giành rồi giờ sao? Ui tôi toang rồi. Mèo à. À, Mèo đây. Thằng Hoàng nó không có tốt đâu Mèo à. Nó chỉ trêu đùa tình cảm của Mèo thôi. À, Phúc à, Mèo thấy. Đây là một trong số những con vợ của nó. Anh Hoàng của em đâu rồi? Mà con này là ai? Mày dám cướp anh Hoàng của tao? Ủa, cô nói tôi. Chứ còn ai vô đây nữa? Này cô, tôi không có cướp Hoàng từ cô. Làm sao để tao tin mày? Mèo à, thằng Hoàng nó chỉ trêu đùa Mèo thôi. Anh Hoàng là của tao nha mày. Sao cơ, ai là của cô? Anh còn chối nữa hả Hoàng? Sao mày lại làm vậy hả Phúc? Tôi không biết cô gái kia là ai Mèo à. Anh cần chối nữa hả? Em nè, anh không quen vậy. Này, tôi nói cô nghe. Không quen không biết thì đừng nói kiểu đó. Đừng động tới giới hạn của tôi. Biến. Chuyện gì thế này? Ủa, cô ta rời khỏi đội. Vậy là... Mèo à, em nghe tôi nói.
Thật sự tôi không biết cô gái đó. Ủa, tôi còn nói gì anh đâu, mà sao anh lại phải nói những điều đó với vì tôi? Vì tôi sợ mất em. Tôi sợ mất em em ạ. Tôi biết con người tôi lăng nhăng, nhưng từ khi tôi gặp em, con người của tôi, tình cảm của tôi đều dành cho Mel rồi Mel ạ. Ủa, gì vậy? Cho tôi một cơ hội được không em? Không bao giờ nhá. Em có chắc chạy khỏi tôi mãi được không? Này thì bắn lén tao hả mày? Bỏ đi nghe không? Có người gái kìa. Chứ sao? Muốn gì? Đâu đâu ai dám ngồi gọn vào cô nương. Bảo ngồi gọn rồi mà. Địch nó bắn bây giờ. Không thích nó. Làm sao? Em có dám cược với tôi không? Cược cái gì cơ? Nếu tôi làm cho em thích tôi trong 3 ngày tới sao? Thì em là của tôi được không? Không, không bao giờ tôi thích anh nhá. Em chắc không? Chắc. Được, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Ai cần máu không ta? Mình hết mất máu rồi, có nên lấy không? Có nên không ta? Mà giờ lấy thì người ta nghĩ mình dễ dãi. À, có cách rồi. Có lấy không? Không tôi lút à? Có lấy chứ. Em sương quá đẹp. Anh nghĩ sao vậy? Lại bệnh ảo tưởng hả? Trời ơi, sừng ảo tưởng quá rồi. Ai dám chơi tôi? Em nghĩ chạy thoát khỏi tôi được sao? Này, anh làm gì vậy hả? Ôi, ai mà dễ thương vậy ta? Ngắm ngắm quần què, cứu nhanh. Gắt vậy cô nương. Cẩn thận nha cô nương. Vâng vâng, biết rồi. Hả, em nói gì cơ? Biết rồi. Không, cái từ đằng trước cơ. Anh không nghe nhầm đâu. Tôi nói gì đâu. Thằng nào bắn anh vậy? Nó gan thật đấy. Có em ở đây rồi. Hả, lần này anh không nghe nhầm đâu. Đồ ngốc này, bơm máu vô nhanh. Em không thoát được anh đâu. Ngồi im đó nha cô nương. Ui ui, nó bắn tôi kìa. Bình tĩnh, anh ở đây rồi. Nó bắn em thì nó không sống được đâu. Không ai dám động vào em khi có anh ở đây đâu. Phúc mày làm gì nữa ta? Mèo à, tôi yêu em. Em cho tôi một cơ hội. Không đó. Phúc, sao mày lại làm vậy với tao? Sao mày phải phá tao với Mèo? Mày còn hỏi tao sao? Vì tao không muốn mày được hạnh phúc mà. Tao làm gì mày? Mày quên rồi sao? Mày là người đã cướp mất người tao yêu. Một năm rồi tao không có bất kỳ liên lạc nào của cô ấy hết. Mày nói đi, cô ấy đâu? Hoàng là con người như vậy sao? Không, chắc có một sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Mèo à, em nghe tao nói. À, xin lỗi mày Hoàng à, vì tao mà mày bị hiểu lầm vậy. Mèo à, tôi là người yêu của Phúc. Hoàng chỉ là giúp tôi để Phúc đỡ bám lấy tôi thôi. Sự thật là gia đình tôi một năm trước đã có việc xảy ra nên Hoàng. À, tôi hiểu mà. Em không giận tôi hoặc sao? Không, có giận gì đâu mà giận. Mà Phúc đâu, giờ tao muốn gặp anh ấy. Đây đây, Phúc xin vô đây nè. Mèo à, em ở trong nhóm với anh Phúc Ngọc. Là em thật sao? Thằng Hoàng nó bắt em làm gì mà sao em lại biến mất như vậy? Ê này này, tao mà làm gì thì đã không mang nó về cho mày. Chỉ là hiểu lầm thôi anh à. Em quay lại rồi đấy, em nhớ anh. Anh không biết nói sao nữa, nhưng anh... Mình yêu lại nha em. Dạ, em sẽ không đi đâu nữa đâu. Trời ơi, xúc động quá đi à. Kệ họ đi em, để ý anh là được rồi. Biết chưa? Ôi, không biết gì hết nha. Bé ơi. Dạ, bé đây này anh yêu. Thì mình cũng muốn. Hả? Em nói gì? Em muốn hả? Vậy thì... Hả? 3 ngày rồi đó em chưa chịu đổ hả? Còn lâu nhá. Hoàng rõ ràng ra, mày thích người ta thì nói thẳng. Mèo à, anh thích. Thôi thôi, không biết gì hết nha. Anh ở đây rồi, không thằng nào dám động vô em đâu. Nói gì vậy? Xén quá à. Ui. Để tao cứu mày nha Hoàng. Anh không tập trung gì cả. Mày bỏ cao Phúc, để vợ tao cứu. Rồi rồi, khổ quá cơ. Vợ cứu anh. Có súng máu ở đây mà không ai bắn cho. Máu thì hết mắt rồi. Đứng im đó. Em làm gì vậy? Thì bán máu cho anh. Ôi vợ ơi, phê quá. Anh yêu vợ. Má, cha nội này vã quá hay sao vậy? Trời trời, cái gì đấy? Ngọc ơi, yêu em phát điên mất rồi. Ai cho tôi biết nhà vợ tương lai của tôi được không? Đi hoài không đến vậy. Đúng là không ai muốn làm người bình thường đi yêu hả? Trời ơi, yêu Mèo mất rồi. Nói gì đấy hả? Nói nhỏ thôi. Không, anh muốn cho cả thế giới biết cơ. Mèo của anh là nhất. Trời ơi, sợ hãi các thứ. Có trò này vui lắm nè. Làm công chúa nào. Anh ơi, cứu bé. Cục vàng của anh sao vậy? Chờ anh về bé ơi. Khoan đã, nhầm rồi Phúc. Ủa, tưởng đúng rồi mà ta. Đúng cái gì, em là của tôi. Mèo, sang ngày thứ tư rồi đó. Em chấp nhận tình cảm của anh được không? Xin vợ làm gì, từ nay không có liên quan gì hết. Ờ, đây là con vợ thứ bao nhiêu của anh vậy? Anh không biết. Sao lại không biết? Anh biết Mèo thôi, chỉ yêu mỗi Mèo và Mèo là duy nhất. Tôi là một cô gái, gia đình cũng chả mấy khá giả. Trước đến nay chơi game chưa được vô bất kỳ một con đoàn nào. Và nay tôi sẽ đi tìm con đoàn mọi người ạ. Bạn bè tôi ai cũng có con đoàn hết trơn. Mỗi mình tôi là không có con đoàn. Mà đồ nghèo như này người ta có cho vô không ta? Thôi kệ, cứ thử xem sao. Gió vô từ chiến tìm. Đây rồi, 3 ngày này chắc chắn sẽ có con đoàn. Chẳng nhẽ trong 3 người lại không có ai cho mình vô. Cái gì? Sao mày đứng trước mặt tao? Ủa, gì gắt vậy? Bạn có con đoàn không?
có, cũng không tới lượt mày. Không cho hỏi thôi, mắc gì to tiếng. Nè bạn gì đó ơi, mình cùng là con gái với nhau ấy. Bạn có thể cho mình vô con đoàn với bạn được không? Mày á? Để xem nào, nhìn mày như này chứ không được rồi. Kìa, sao lại chạy đi? Ủa, tôi có gì mà không được? Thang lên hỏi ông trời, tại sao mình lại không được vô trong? Quân đoàn tao chỉ tuyển những người tay to bro. Nhìn mày thế kia chắc gì đã biết bắn. Ai bảo tao không biết bắn, đừng nhìn người khác coi vẻ bề ngoài. Giờ sao ta? Nhìn tao nè. Quen thế, vừa nói xong đã gục rồi kìa. Mày nói câu nữa xem, tao bả đấy. Gì căng, hai đứa cùng gái như nhau rồi, cho tôi vô quân đoàn với nhá. Coi bộ mày cũng rất có mong muốn được vào quân đoàn, nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Ôi thật hả, thế tôi được vô rồi à? Bình tĩnh đã, làm gì đã nhanh vậy mày. Test chính cái đã, để tao xem mày bắn cái nào. Đơn giản đi mà, chẳng qua đây lỗi kỹ thuật thôi. Ui em gái, nãy anh chưa nghe được giọng em, giờ nghe được rồi. Thấy giọng em cũng được phết đấy, giờ có muốn vào quân đoàn anh không? Mình ngửi thấy mùi điêu điêu ở đâu đây ta? Chưa nghe được giọng mà nãy từ chối mình như đúng rồi. Thế nào, có muốn vào không em gái? Này anh kia, tôi là người đưa lời mời trước, giờ lôi kéo là sao? Người này là của tôi nha. Ai biết gì đâu, giữ được thì giữ, mà không giữ được lúc mất á thì đừng kêu. Anh nghĩ anh có tuổi hả? Có giỏi thì lôi kéo đi. Xem em vào quân đoàn của ai? Giữa một người bắn hay, một chàng trai đẹp như tôi và một con người xấu xí bắn gà thì em sẽ chọn ai? Nè, bảo ai xấu xí bắn gà, nói lại lần nữa nghe coi. Em nhìn trình anh là biết rồi đó, chỉ có quân đoàn anh mới hợp với em thôi. Không em ơi, đừng nghe những lời ngọt ngào đó, sống thật đi anh trai, ảo tưởng mình đẹp ít thôi. Nhìn cách bắn là biết bro rồi, đừng bảo tôi ảo tưởng, ok? Gì trời, nãy cậu không cho vô, giỏi cho nhau là sao? Bắn thằng đó đi, rồi chị sẽ xem xét cho mày vô quân đoàn. Ôi dồi ôi, tao chưa nói gì hết luôn á, sao mày gà thế hả em? Mày nhìn chị mày đó này. Ôi dồi, nhìn chị mày đây này. Sao nóc rồi? Cay thế nhờ, thế giờ thích như nào? Như nào là như nào, hay con về quân đoàn ta đi, hai chúng ta hợp thế còn gì? Về quân đoàn anh, cũng được chứ nhờ. Ủa, là sao? Em mà về đây, thì em là công chúa đấy baby. Ui, thích thế, vậy anh cho em vô đi. Được luôn em yêu ơi, em là nhất rồi. Ủa, thế là cuối cùng có được vô không? Giờ phải hỏi cho rõ mới được. Chị gái, nãy chị bảo cho em vô quân đoàn á, giờ em phải làm sao hả chị? À, vô quân đoàn á, nhưng giờ chị không thích ở quân đoàn này nữa rồi, chị sắp về quân đoàn người yêu của chị. Hả, người yêu? Quen nhau chưa được một trận đã gọi người yêu rồi á? Mèo ơi, mày đây tránh sao với những người như thế này? Eo ơi, chuyện gì thế này? Vậy là cuối cùng vẫn chưa tìm được quân đoàn mọi người ạ. Thôi chắc bỏ cuộc thôi, chứ làm gì có ai cho mình vô đâu. Bắn gà như thế này chắc ở mình quá. Đấy là người khác sẽ nói thế, chứ tôi sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Giờ đi đá tim cốt đi, nhỡ lại có ai thì sao? Ôi thôi xong, đội không tồn tại. Không sao không sao, lại làm một lần nữa. Thôi bỏ mẹ rồi, sao lại thế nhỉ? Mỗi lần đá phát vô luôn mà. Nốt lần này chắc chắn sẽ được mà. Thế nào rồi, yêu cầu của những người kia có đáp ứng đủ không? Dạ, có những người đáp ứng đủ, nhưng có những người chỉ không bắn được. Được rồi, cứ cho test chỉnh hết đi đã. Ủa, đây là ai? Sao lại đứng trong đây? À, tôi đã tiêm cốt vô á. Lại ngủ nướng đúng không? Con gái con đứa ngủ như này có ngày mắc sức vô đòn đó. Người ta tham gia xem mặt từ sớm rồi, mình bây giờ mới dậy, nghĩ vô được quân đoàn không? Hả, vô quân đoàn á? Cho tôi vô với. Con này nó ngáo hả ta? Vào đây không để vô quân đoàn thì làm gì? Tôi đã tiêm cốt vô á, nên là không biết ạ. Cái gì? Đem cốt này là độc nhất vô nhị, ai mà biết được chứ? Độc nhất vô nhị sao? Đúng đó, không người ngoài nào có thể biết được tem cốt này hết. Người nào mà đẳng cấp lắm mới nghĩ ra được đó. Ôi vậy sao, mình đẳng cấp quá mà. Thôi không nói nhiều nữa, cô đã xem mà. Giờ chờ kết quả ngày mai nha. Dạ em chào hai anh, em vô muộn quá. Con lậy mẹ, mẹ về ngủ tiếp đi, mai rồi đến xe tuyển tiếp. Tại em luyện tập khuya quá nên sáng nay hơi mất sức á. Luyện tập khuya hay lại vô huấn luyện đêm khuya để gã trai? Em... Đúng quá chứ gì, ta còn lạ gì mấy đứa con gái chúng mày nữa. Thôi không cãi nhau nữa, giờ cũng đã xem mặt rồi. Về chờ kết quả ngày mai báo nha. Vậy là tôi được xét tuyển vô quân đoàn hả các anh? Con này nó ngủ nướng dậy xong mất trí nhớ hả ta? Chờ kết quả mai báo, ok. Đã nghe rõ hết rồi đó, cứ thế mà làm. Ui cái gì thế này, tự nhiên đang đâu vớ về một quân đoàn đang tuyển thành viên. Quá đã, tim cốt phải gọi là xuất sắc mẹ luôn. Thôi giờ chờ đến mai có kết quả. Sáng rồi, nay mình dậy sớm nhất có thể, liệu có được nhận không ta? 11 giờ trưa rồi đó, biết thế ngủ được đến giờ dậy cho rồi. Sao không có ai gọi hết ta? Đây rồi. Dạ, alo, em được nhận rồi hả? Nhận cái gì? Mày có ra lấy hàng hay không? Mày có biết anh mày gọi trái máy không hả? Tính bơm hàng hả mày? Chết mẹ rồi, shipper. Nhanh đấy, nên công nhà của mày gọi đấy. Vớ vẫn bơm hàng với anh mày thì không được đâu nha. Con này, mày đâu rồi? Nghe anh nói không mày? Dạ, em xuống ngay đây. Rồi, nhớ xuống ngay đây, cắm lý giờ lý dấu. Gì này, có phải mình bong hàng đâu. Tại, thôi xuống lấy cái đã. Rồi, sao giờ bên con đoàn đó không bảo gì cho mình ta?
Đây đây rồi, lần này không biết có bịp nữa không? Dạ, alo, ai đấy ạ? Chào em nha, em có phải Junmail không? Dạ, đúng rồi anh, là em ạ. Xin chúc mừng, em đã trúng tuyển vào quân đoàn nha. Giờ em chuẩn bị để test trình nha. Ôi, dạ dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Giờ em sẽ được gặp gỡ hai đối thủ ngày hôm nay. Chỉ có ba em được chọn nên cố gắng nha. Dạ vâng ạ. Đối thủ của mình đây sao? Có nhẹ ký quá không? Cứ cân lên rồi biết nhẹ hay nặng liền. Hai, tuổi gì mà đã cướp mất vị trí quân đoàn của tao? Ai thèm cướp, chơi công bằng mà. Nhìn mày như này, nếu vô được thì chắc gì đã được ở lâu. Gì, ý bạn là sao? Nói thế cũng không hiểu nữa hả? Thôi tao không nói nhiều lời với đứa gà như mày. Hello mấy chế, tao lại gặp nhau rồi. Ủa, bữa trước giờ có gặp nhau rồi hả? Thì chưa gặp. Mà cái ông kỳ cự bỏ vô thích trình mà chẳng thấy mặt mũi đâu nhở. Ok, đầy đủ hết đây rồi, vậy chúng ta bắt đầu solo nha. Ai là người solo đầu tiên đây? Dạ, để em cho anh. Ok, vậy bắt đầu nha Trang. Giờ đến Thùy nha. Đến lượt mày rồi Mèo ơi, cố lên. Đó, tao nói rồi, chỉ có tao mới vô được quân đoàn thôi. Hai đứa chúng mày tuổi gì? Rồi giờ Huy, em đã được vô quân đoàn, còn hai bạn kia lần sau cố gắng nha. Hẹn gặp lại hai em. Tiếc ghê luôn á, hai bạn lại không được vô quân đoàn rồi. Này nha, bạn Mèo gì đó hiền chứ tao không hiền nha mày. Mày nói lại cái đó tao nghe. Tao cũng không hiền nha mày, nãy giờ tao nhịn mày đủ rồi đấy. Chẳng đó không ạ. Trời. Ê ê, thôi khoan từ từ. Nãy em hơi lỡ lời á, mong hai chị tha mạng. Tha mạng á, mày nghĩ sao vậy mày? Khịa bọn tao cho cố vô rồi bảo tha mạng á. Thôi mà, cùng là con gái với nhau, em đi trước nhá. Phí thời gian thật á, thế là không được vô quân đoàn hả? Chán thật chứ, thôi không quân đoàn này thì quân đoàn khác, đi gấp trận khác xem nào. À, anh có yêu bé không? Anh có, yêu em nhất. Gì trời, cơm chó hả má? Mà xíu anh mua đồ ăn qua cho em nhá. Dạ bé yêu, xíu anh qua liền với bé nhá. Này, hai bạn có thể không cơm chó được không? Không bạn ơi, tụi mình phải cơm mới được, yêu nhau mà không phát cơm á thì gọi gì là yêu nhau. Anh yêu ơi, cẩn thận nha, từ từ thôi em qua với anh nè. Em không phải qua đâu bé yêu, để anh bắn bọn này cho, đơn giản đi mà. Ôi thôi Toang, chúng nó yếu lắm rồi. Vừa lòng mình ghê. Thôi thì đằng là cũng là đồng đội, để cứu cho nhá. Tuổi gì bạn ơi, người yêu mình để mình cứu, bạn xem vô làm chi vậy? Thì cứu đi, chắc tôi dạy đi cứu mấy người. Chị ra đây là bảo là không đi cứu đi, xin lỗi nhá, chứ anh nhà chị hơi bị khó tính. Ai thèm, cứu thì cứu đi, ở đó mà nhiều lời. Mày bảo ai nói nhiều hả con kia? Bảo ai thì người đó tự biết, ok? Hay lại nhồi quá không chịu được? Mày... Thôi em, không cãi nhau nữa. Nhưng nó nói em vậy kìa, anh phải bên em chứ. Rồi rồi, giờ đi theo anh nè, anh bảo vệ bé nhá. Người yêu cô ta còn đàng hoàng xíu, nhưng mà yêu cô gái này không hợp tí nào. Anh ơi, bé cho anh đồ nè, yêu anh nhất. Anh cũng yêu bé nữa, anh cảm ơn em nha. Dạ dạ, liêu liêu cái được không có người yêu. Cô nói tôi là cái đồ gì cơ? Đồ không có ai thèm yêu. Thì đúng rồi, trước giờ làm gì ai yêu, mà cũng chẳng định sẽ yêu ai. Chúc hai bạn hạnh phúc, bye bye. Ghép trận tử chiến xem nào. Anh yêu ơi, ra đây với em. Anh đủ lại cơm chó nữa hả? Anh ơi, nhớ mai chúng ta gặp nhau nha. Dạ em yêu, yêu em nhắm.
Gì trời, mà khoan, cái tên quen quen. Ủa, không phải cô ta có người yêu tên Quang gì đó sao? Chúng đầu nó Niu. Người quen, nhớ tôi là ai chứ? Mày, sao mày lại ở đây? Ủa, có chuyện gì vậy mày? Cái con kia nãy ghép, tao gặp nó trong trận. Coi bộ yêu nhau gớm ta. Ủa, sao mày lại chạy đi vậy? Nãy tao ghép trong trận rồi nó biết tao yêu thằng quen đó rồi. Cái gì? Nó biết rồi, giờ mày còn đang ngoại tình, mày không sợ? Mày yên tâm, con nhỏ này không dám nói với ai đâu. Trên thế giới này coi bộ người ta thích ăn bánh tráng thật đó nhỉ. Ý mày là gì hả con kia? Vì có những người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng cơ mà. Mày muốn gì hả? Tôi muốn gì thì con là người biết rõ nhất chứ. Mày định nói cho thằng Quang nó biết sao? Làm sao mà nói được khi mày không có kết bạn với nó và nó không biết mày là ai. Dù tôi không nói thì một ngày nào đó bộ mặt của cô cũng sẽ bị phát hiện thôi. Để rồi tao xem thằng Quang đó tin tao hay là tin mày. Tao nghĩ mày hơi quá rồi đó Thúy à. Quá cái gì, tao như thế này xứng đáng có 10 người yêu chứ. Này anh kia, bọn anh không biết cô ta có người yêu rồi hả? Ai chẳng biết, nhưng mà sớm muộn thì thằng đó cũng bị bỏ rơi thôi. Em yêu nhờ. Dạ đúng rồi anh yêu. Giới trẻ bây giờ thật không thể tin được mà. Anh ơi, em có thể xin vô lại con đoàn được không ạ? Em xin được test lại trình ạ. Xin lỗi em, nhưng quân đoàn anh không có quy định sẽ cho test lại trình. Đi mà anh, em xin anh á, bây giờ em không còn chỗ nào để đi cả. Thôi được, nhưng anh phải xin phép chủ quân đoàn. Giả hư anh, cô gái này muốn test lại trình để vô quân đoàn mình. Chủ quân đoàn là anh ta. Không ngờ luôn đó, lại có một ngày tôi gặp lại cô luôn. Ủa, hai người quen nhau hả? Đúng rồi á, nãy em vô trận gặp anh ấy với cả người yêu ảnh. Không ngờ có duyên đến vậy, mà muốn vô quân đoàn hả? Dạ đúng rồi anh, cô bé muốn vô lắm, năn nỉ em mãi. Tôi hỏi cô bé này mà, chứ đâu có hỏi cậu. À, em nhầm, cô bé trả lời đi. À, dạ đúng rồi ạ. Tuyển thẳng người này vô cho tôi nhá, không cần test trình đâu. Hả, không cần test trình á anh? Ủa, hay sao được hả anh? Được hay không là do tôi, ý kiến gì hả? Anh, ủa sao cô ta lại ở đây? Hello, chào cô nhá, người yêu chủ quân đoàn. Nãy giờ em chơi với ai vậy bé? Dạ em chơi với bạn thôi. Ồ, chắc bạn xinh gái lắm nhở. Cô, ủa cô ấy ở trong này làm gì ạ? À, anh đang tuyển thành viên quân đoàn, cô ấy muốn vô quân đoàn mình hả em? Cái gì, em không đồng ý đâu. Sao vậy em, đừng nói em vẫn còn ghét người ta vì lần trước nha. Đúng rồi, em không thích cô ta, đừng cho cô ta vô quân đoàn mà anh. Em mà, đừng vì một chút lòng ích kỷ mà vậy chứ. Cái gì, anh nói em ích kỷ, vì cô ta mà anh nói em như vậy sao? Đây không phải là thứ nhất anh nói về vấn đề này. Trước kia có rất nhiều người muốn vô nhưng vì em mà họ không thể vô quân đoàn. Em có thể bỏ cái lòng ích kỷ của mình đi được không? Được rồi, tôi ích kỷ. Được thôi, tôi ra. Quan đã, em à. Rồi xong, ba đấy mà giỏi là xong đền quen luôn. Ủa, em hỏi một tí được không anh? Ok, em cứ nói đi. Hai người họ yêu nhau lâu chưa anh? À, cũng mới đây thôi ạ, được hai tháng gì đó. Mà có chuyện gì hả em? Dạ, không có gì đâu, em ra có chút chuyện nha anh. Không được, mình phải làm rõ chuyện này, phải giúp anh ta nhận ra mới được. Dù gì, anh ấy cũng giúp mình vô quân đoàn. Đúng vậy, không thể để cô ta thích làm gì thì làm như vậy được. Nay mày mình luôn trời. Chào nhá, còn nhiều chuyện. Ồ, trước một thằng ra lại thằng khác hả cô gái? Tao mà, yêu cho có thôi. Thằng quen đó thì tuổi gì? Nó còn phải xin lỗi tao chuyện hôm bữa, tao còn chưa tha lỗi thì thôi. Mày nói đi, xem nó tin không? Quá đáng lắm rồi đó, cô có biết không? Mày nhìn thấy gì đây không? Người yêu mới của tao, nhà lầu xe hơi, một ngày không tiêu dưới 100 triệu. Thằng quen đó thì có cái gì? Chỉ là một thằng chủ quân đoàn nghèo. Anh thấy và đã nghe rõ rồi đó. Tôi không ngờ cô lại như vậy, thật là... Sao? Nghèo như anh thì không xứng đáng với tôi. Vậy nhá, bye bye. Cảm ơn cô nha vì đã giúp tôi nhận ra điều này sớm. À không có gì đâu, điều tôi nên làm thôi. Em thấy anh chị cũng đẹp đang phết đấy chứ. Nói nhiều là kích hoạt quân đoàn bây giờ. Em nói đúng quá chứ vậy. Alo Mèo, trận solo tối nay mày tính sao đây? À quên đấy, thế bên họ thế nào rồi mày? Họ xong hết rồi, đang chờ bên mình thôi. Ok, vậy solo, cứ tìm cũ mà bắn. Không được rồi mày, hai đứa con trai bên mình nó bận mất, không có ai thay mày ạ. Để bọn anh bắn cho. Hả? À thôi, không cần đâu anh. Không cần sao được, người yêu tương lai của anh sao anh có thể để yên được. Hả? Người yêu tương lai? Không nói nhiều, ra tạo phòng đi. Sao nhờ, người yêu tương lai? Sao anh lại gọi em là... Thì giờ em chỉ là người yêu của anh, nhưng tương lai sẽ là người yêu của anh. Hay em thích làm người yêu chính thức luôn hả? À không, ý em... Anh yêu em.
Này con kia, nhớ lời tao dặn đấy, tí mà không có đừng có trách. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Chị mày ăn xong nhớ dọn cho sạch sẽ đó. Vâng, con biết rồi. Sáng giờ mày có thời gian vô game luôn ý. Vô chơi trận thử chiến coi nào. Bắn thôi nào, dăm bà con bót. Rồi, ghê chưa? Mua mà 500 phút cho chết nhé. Ai hẹn tổ đội đây? Toang rồi Mèo ơi. Ra thôi không lại bị la. Chuyện gì vậy ta? Bộ mình làm gì sai hả? Mình nhớ mình làm hết rồi mà ta. Thôi kệ đi, cứ bảo coi sao nào. Gọi phát ra luôn, biết điều đó. Đây là cái con mà mày bảo à? À, chị Vi gọi em làm gì đấy? Thế phải có chuyện gì tao mới được gọi mày ra hả? Đâu đâu, em không có ý đó. Mày cẩn thận cái mồm mày đó, đừng để tao bảo mẹ. Thôi bình tĩnh, mày quên mục đích chính rồi sao? Chết, tao quên. À Mèo ơi, mẹ đã tìm cho em một người xứng với em rồi đó. Hả? Em phải lấy chồng á? Mày lên giọng với ai đấy con này? Vi, không được gắt, nhẹ nhàng với nó một chút. Giờ em lấy người đó thì sẽ giúp được gia đình mình. Nhưng mà em... Ra nói chuyện riêng. Này, mày đồng ý hay không thì cũng đã muộn rồi. Em... Không nói nhiều, mẹ bảo vậy đó, cứ thế mà làm đi. Chuyện gì thế này, sao chị không lấy mà bắt mình phải lấy? Nhớ đó, làm cho tốt vào. Nhưng mà con tưởng chị Vi... Không nói nhiều, giờ đi gặp mặt cậu ta đi. Ngọc Phúc sao? Mình nghe nói là nhà giàu mà. Bộ chị Vi không thích sao? Hay, cứ kệ bạn coi sao. Mình chấp nhận quen cậu ta thì gia đình mình sẽ hết nợ sao? Ủa, mời mình. À, hello anh. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Tôi là người bên nợ gia đình anh á. Ôi dồi ôi, biết mà, thế em là ai? Hả? Anh không nghe tôi nói gì hả? Mà khoan đã, sao anh ta lại mặc đồ như này? Mình tưởng anh ta giàu lắm mà nhỉ? Em Bim Bim không? Ship cho nè. Hả? Bim Bim sao? À, không không, cảm ơn anh nhá. Bim Bim ngon lắm đó, sao lại không ăn? Đóng băng rồi, đóng băng rồi. Ủa, gì vậy? Sao giống một đứa trẻ con vậy? Quá chuẩn luôn. Thì ra đây là lý do chị Vi không muốn lấy anh ta sao? Ủa, anh nhảy đâu vậy? Ra đây bắt cá nha, nhiều cá lắm. Gì? Ủa, hình như thần kinh của anh ta có vấn đề. Bắt cá về cho mẹ nào. Gì vậy trời? Nhảy đi, nhảy đi. Gì? Trời ơi, đi theo tôi nè. Có trò này vui lắm. Hả? Trò gì vậy? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. bị lừa rồi. Cái gì đây? Nhóc này cứ chờ đấy. Dám treo chị mày hả? Chỉ ra mày chọn cái chết. Đâu rồi, cẩn thận địch bắn đó nha. Có trò vui nữa rồi. Hả? Trò gì? À đù, được lắm. Liêu liêu, bị lừa rồi, chị có hồng dầu chi vậy? Cứu nào. Cho kẹo đi rồi cô. Đúng là trẻ con mà. Được rồi, cứu đi cho nè. Cậu ta rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại như trẻ con vậy ta? Chơi tiếp không nè? À, khoan đã. Anh có vẻ cái người... Chồng cô nè, sao về chung nhà nhớ trả cái kẹo lúc nãy đây. Nhảy, nhảy nào. Sao dùng đứa trẻ con thế này? Tưởng cậu chủ bên đó. Sao rồi, gặp được cô gái đó chưa? Jun Mèo sao? À, hello anh. Trời ơi, cái giọng mày kết không? Không thích thì... Cô gái này là của em. Hả? Cậu không... Giọng dễ thương thế này. Thế nào, mày có ghét không? Hay để anh? Cô gái này là của em. Ờ, cậu không? Ồ, đời nào cô Phúc nhà ta lại biết yêu cơ. À, nãy tôi chiêu heo thôi à. Chiêu gì? Mày bắt nạt con gái nhà người ta à? Lạ ha, nay lại mặc quần áo như này. Ra mắt vợ tương lai cũng phải đặc biệt tí chứ. Yêu theo cách đặc biệt. Này này nha, một trong hai chứ không phải của mình mày đâu. Nghĩ anh dễ nhai hả Phúc? À, từ từ, chị bao xin vô á. Thế nào rồi, gặp được thằng thần kinh đó chưa? À đây em. Thằng thần kinh? Ủa Phúc, anh ta không... Mèo, ra nói chuyện. Chờ tôi xíu nha. Con kia mày nói mau, Phúc bình thường đúng không? Ủa, chị nói gì vậy? Tao nói cho mày biết, giờ tao muốn thay mày trả nợ cho gia đình. Nên mày tránh xa Phúc ra, đừng để tao. Để tao làm sao, cô định làm gì? À, không có chuyện gì đâu. Còn không mau đi. Mày hãy đợi đó Mèo à, chuyện này chưa xong đâu. Ui, sợ quá, sợ quá. Giờ sao đây, chị đến mà mách mẹ là xong đời mình luôn. À, thật ra thì... Ủa, sao gì mà vào gấp vậy? Người con gái lúc nãy là ai vậy Mèo? Là chị gái tôi á. Mày nói cô ta như vậy với Mèo sao? Coi bộ cũng gan đấy, dám động tới vợ tương lai. Ê ê, vợ nào của anh, bản quyền là của em. Ảo tưởng quá không tốt đâu chú em. Gọi xem, tình anh em có chắc bình lâu. Mèo Mèo, lại đây anh bảo nè. Hả? Sao vậy anh? Giờ bỏ súng ra, ngắm đi. Này, định làm gì đây? Nhanh Mèo. Này thì ngắm, tránh gà anh chơi. Ai, chú em còn non lắm. Đương nhiên, đâu như anh, già đầu rồi. Được đó, để anh xem chú làm gì. Nè Mèo, cho mày đồ á. Mèo cảm ơn nha. Đừng đi, ông già kia nha. Hả? Hay hay chú em, anh mày nghe rất rõ đây. Thôi mới là người được ghép với Mèo. Có gì đó sai sai. Cạnh tranh công bằng đi. Anh nghĩ anh ăn nói sao? Không thử sao biết. Được thôi, không đơn giản vậy đâu. Ê này, đi từ từ thôi. Hay, anh lùi lại phía sau đi. Mèo đứng lại, tôi chở này. Ủa, cái gì đây? Mèo là cô Phúc này rồi. Này thì Đèo, này thì của Phúc. Này thì Mèo của anh. Mèo à? Hả?
Mèo đi xe ai? À, mà xe cháy hết rồi kìa. Bắn nổ xe thì cũng không thay đổi được gì đâu. Mèo à, giờ đi theo anh nha. Không, anh bị ảo hả? Gì mà gắt vậy này? Thôi thôi, mình chuồn trước đã. Chuồn chuồn chuồn. Chị hai. Mày lại vừa chơi với Phúc xong đúng không? Quá đúng. Dạ em. Hai, con em mà đi cướp bố của mày như thế là không được Trang à? Cướp bố? Em đâu có. Mày không phải cãi. Ngoan ngoãn đưa ạc đây em gái. Hả? Đưa làm gì mày? Nó đang được Phúc theo đuổi mà mày lại bị Phúc ghét. Thử hỏi xem khi con nhỏ này chơi ạc của mày thì sẽ bị sao? Ngược lại, mày chơi ạc của nó thì Phúc sẽ thế nào? Được nhở? Chị nói sao cơ? Mày biết hả? Bắt đầu từ ngày mai đưa ạc của mày cho tao. Sao chị ấy phải làm vậy với mình cơ chứ? Thời tới rồi em gái à. Đố móc đôi chấm bóng son hả mày? Sao chị phải làm vậy? Chẳng phải chị không muốn kết hôn với anh ta sao? Trước tao tưởng anh ta bị vấn đề về thần kinh nhất. Giờ thì không phải. Nên là những thứ của mày là của tao. Nhưng sao chị bắt em chơi ạc chị? Mày hỏi ngộ nhỉ? Rồi mày sẽ biết sớm thôi. Giờ Phúc là của tao. Và người Phúc ghét là mày. Kịch hay sắp bắt đầu rồi em gái à. Giờ Phúc vào. Mày mà nói gì không phải ý tao. Đừng có trách. Ủa sao Mèo lại chung nhớ với chị ta? Họ có làm gì Mèo không? Mày nói cho cẩn thận. À không, chị ấy không có làm gì Mèo hết. À thôi, Mèo vô trận nha. Vô đi, còn phải nói. Này, tôi cấm chị lên giọng ở đây. Con kia nói gì đi nhanh. À Phúc ơi, lại đây chụm đầu với Mèo. Hả? À được thôi Mèo. Anh hai à, anh chậm một bước rồi. Con kia mà tránh xa Phúc ra, đừng để tao. Cô im đi, cô không có quyền nói Mèo như vậy. Làm sao để tôi có thể nói với anh tôi là Mèo chắc đây. Mày đang đau đầu lắm đúng không? Bọn con ghẻ thì chỉ vậy thôi cô bé à. Ôi Phúc, anh làm sao vậy? Tao cấm mày động với Phúc, nghe không Mèo? Nhưng em gần hơn chị, để em cứu cho. Cô tránh ra, tao muốn Mèo cứu. Nhưng em mới là... Hay lại gục bỏ mày không biết nhục à Mèo? À, nói gì vậy? Nhân thôi. Ủa, bạn thân mà không cứu nhau sao? À, tại mạng toilet nên chạy đến hơi muộn. Nè con kia bảo không biết được, đi nhanh. Nhưng... Nhanh. Ủa sao vậy? Mèo ơi, lại đây, tôi cho đồ nè. À Phúc ơi, Mèo tắt mic xíu nha, nhà Mèo hơi ồn á. À được, tí nhớ mở mic lên nha. Tốt lắm, mày cũng biết điều đó. Phúc à. Nè con kia, mày làm gì đấy? Để mở mic lên nói hả mày? Vy, con muốn sao hả? Làm sao để tôi có thể nói sự thật với anh đây? Con nhỏ nó có cái gì mà anh thích dữ vậy Phúc? Cô ấy không có gì, nhưng cô ấy là tất cả đối với tôi. Nên tôi cấm cô động vào Mèo. Hay lắm, cứ tiếp tục vậy đi. Mèo à, đi theo tôi nè. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Vy à, tao có trò này hay lắm nè. Rồi, bắn đi mày. Tao sẽ được Phúc cứu. Mèo à, Mèo sao vậy? Vy, cô bắn hùng vô Mèo đúng không? Đúng, nó đáng phải bị như vậy. Để tôi cứu Mèo, cô quá nén lắm rồi đó Vy. Chắc là đang đau lắm đây, tội nhỏ thật đó. Mà tôi cũng kệ. Mày cút ra khỏi xe cho tao. Bật mic lên, gọi Phúc ra chỗ tao nhanh. Phúc ơi, ở đây có xe nè, Phúc chở Mèo đi. Ủa, Mèo mít rồi hả? À, đúng rồi, Phúc chở Mèo được không? Được chứ, Mèo hít là được mà. Tốt lắm, giờ thì tắt mic đi. Rồi, để Phúc đèo Mèo nha. Thấy đau không em gái? Giờ Phúc là của tao rồi. Mình không nên ở đây nữa, tôi phải làm sao đây Phúc? Cuộc sống mà, nên chấp nhận thôi em gái. Cái gì không thuộc về mình thì đừng có quế cao. Tạm biệt. Kịch hay. Rồi giờ tiếp theo mày tính làm gì Vy? Còn làm gì nữa, nhà thằng Phúc nó giàu mà lại yêu say đắm con nhỏ này. Tao chỉ cần được làm người yêu nó thì tất cả tài sản đều là của tao. Chị đừng có làm như vậy được không? Mày sợ rồi sao? Nếu nó nghĩ mày yêu nó chỉ vì tài sản thì sao nhở? Chị Vy à, sao chị phải làm vậy? Mày lên giọng với tao, nay mày ăn gan rồi hả? Nhưng những thứ đó không thuộc về mình. Mày như vậy mà cũng có giá lắm chứ nhỉ? Nhưng mà chị Vy à. Tao nói cho mày nghe, nếu như mày nói với thằng Phúc đó sự thật thì tao sẽ không để yên cho mày đâu. Phúc vô, cẩn thận cái lời nói của mày. Ủa sao lúc nào vô cũng thấy Mèo trong nhóm với chị ta vậy? À không có gì đâu, Mèo đang nói chuyện xíu thôi à. Thôi Mèo ra chơi với tôi đi. Không. Ủa tại sao? À, Phúc ơi, chơi với cả team cho vui nha. Mày cũng biết điều đó chứ. Ờ, không phải Mèo với chị ta ghét nhau sao? Mèo à, có tôi ở đây, mày đừng lo nha. Coi bộ cũng bảo vệ nhau gớm. Càng tốt, yêu cho lắm bảo, tao dễ dụ mày Phúc à. Ủa, sao Phúc lại mời mình? Ui, bây giờ phải làm sao? Ra sao giờ? Này Vy. Anh ấy nhận ra mình rồi sao? Tôi cấm cô bắt đầu từ giờ không được chơi với Mèo nữa. Nếu Mèo có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không đi yên cho cô đâu. Làm sao để tôi cho anh biết tôi mới là Mèo đây? Sao rồi, cả cắn câu chưa? Hay, cũng sắp rồi, anh không có cửa đâu. Tưởng anh mày dễ nhai hả? Ủa, đây là bà chị của Mèo hả? Đúng rồi, mà em nói nãy giờ không chịu mở mic. Đây, Mèo xin vô đây rồi. Ủa, sao chị Vy ở trong nhóm với anh vậy? À, giờ chị bận rồi, mày chơi đi. Nãy thì không mic, Mèo vô cái lại mic. Ủa, sao lại gửi kết bạn cho mình? Sao anh lại mời mình ta? Chơi một trận với tôi nhá. Ồ, mặc bộ đó hả? Áo màu xanh đôi đôi cũng được nhỉ?
Chị của Mèo hả? Thế đã có người yêu chưa? Chị Vi thì làm gì đã có. Nếu đoán không lầm thì Mèo không phải con ruột của ba mẹ cô đúng không? Ủa sao anh biết hay vậy ta? Phúc thích Mèo lắm đó, cô không ủng hộ chuyện này sao? Con người thật của em còn chả được làm cơ mà. Sao em có thể nói cho Phúc nghe sự thật đây? Mèo à, Vi cô ta đã làm gì hả? Em? Hả? Nói mình hả? Ủa mic chết rồi, quên không tắt mic. Thế là từ nãy giờ. Mèo, em nói cho anh sự thật đi. Anh ơi, nó yếu không? Em đừng đánh trúng lảng được không Mèo? À, thì anh đã nghe hết rồi đó. Này Mèo, đi từ từ chờ anh. À, dạ, sao anh? À, không có gì, cho em ba lô ba này. Em cảm ơn anh nha. Có anh ở đây, em không phải sợ cô ta, biết chưa Mèo? À, em lấy được ba lô rồi, cảm ơn anh nha. Mèo à. Anh đừng nói với ai chuyện này được không? Nếu anh không nói, em còn phải chịu đựng đến bao giờ hả Mèo? Em xin anh đấy, chị Vi, chị ấy. Có anh ở đây rồi Mèo à, anh sẽ không để ai động vô em đâu. Thắng à, em cảm ơn anh đã bảo vệ em nha. Toang rồi, chị Vi, làm sao đây? À, anh ơi, em ra đây chút nha. Cô ta gọi em đúng không? À, vâng. Em nên nhớ, anh sẽ luôn ở đây với em. Thắng, em cảm ơn anh. Mày trong nhóm với ai con kia? Em có trong nhóm với ai đâu. Mày nói nhanh, mày trong nhóm với ai? Em không có. Mèo à, chơi tem hai với tôi được chưa vậy? À, tôi muốn chơi với hai người đấy, được không? Mèo, có giấu tôi chuyện gì không vậy? Nói thì làm gì có gì để giấu. Này, tôi đang hỏi Mèo, không hỏi cô. Ra nói chuyện riêng được không Mèo? Mèo đang ở Akvi thì làm sao mà nói chuyện riêng được? Anh Thắng à? Hả? Là sao? Ra nói chuyện riêng với tôi được không Mèo? Mèo đang ở Akvi thì làm sao mà nói chuyện riêng được? Anh Thắng à? Hả? Là sao? Anh nói cái gì vậy? Tôi không biết gì hết. Ồ, hay đấy, vẫn còn chối được sao? Anh đừng có nói vậy, tôi không có nói gì hết đấy. Vậy cô có dám nói chuyện riêng không? Mèo, mày được lắm, dám phản tao. Ơi, cô gái, còn tôi ở đây đó. Mèo, em không phải sợ, có anh ở đây rồi. Mèo à, tôi xin lỗi. À, không sao đâu, mọi chuyện. Em về áo của em đi Mèo, còn cô, tôi cấm cô động đến Mèo. Nhớ đó, tao sẽ quay lại, mọi chuyện chưa xong đâu. Giờ thì mình đã được quay lại với chính mình rồi, thay cho em bộ đồ đẹp đẹp nào. Anh Thắng, Phúc cũng mời nữa hả? Mèo à, cho tôi xin lỗi, tôi không nhận ra Mèo. À, không sao đâu mà. Cảm ơn anh Thắng. Hai, không cần khách sáo, anh bảo vệ Mèo cả đời còn được mà. Gì, này không phải vì chuyện này mà nói cái gì cũng được đâu nha. Thế giờ mày làm gì được anh? Hai, chú em non lắm. Mèo à. Hả? Ê, làm gì đây? Làm gì thì kệ em, anh nói thôi. Ôi trời ơi, cáo hả? Chuyện này bình thường, làm gì phải cáo. Được lắm, có khí chất nhở. Ê, từ từ nha. Có duyên hai em, ngồi còn ngồi chung với nhau luôn. Dạ, coi bộ cục. Gì đây, dẹp ra cái coi, lướt đổ cái. Ghen à chú em, đã ai làm gì đâu. Cho Mèo cái ba lô nè. Cảm ơn Phúc nha, người ta nói con trai ghen thường rất dễ thương nha. Mèo à, ông anh Phúc nhìn kiểu thế thôi chứ không có tốt lành gì đâu. Cho nên là yêu Phúc nha. Ê chú em, đừng nói xấu sau lưng thế chứ. Trời thế là dở đấy. Nghe từ đầu Mèo được gả cưới cho em đâu phải anh. Ôi, cho nói lại đấy, một trong hai nha. Ai giành được thì là của người ấy. Anh nhắm mặt nói em sao? Thừa sức. Coi bộ gắt quá, phải chạy chạy thôi Mèo à. Này em đi đâu đó? À, em đi bắn địch. Định chạy trốn tình yêu hả? Không thoát được đâu. Coi bộ phải tăng tốc thôi. Hay là đi xe mà thôi, quên chưa có bằng. Dẹp đi, chạy là chết này. Má đang chơi game mạng lắc. Đi áo tin. Vô lại coi nào. Này nha, em nói cho anh biết, nãy giờ anh hơi bị quá đáng đó. Nói xấu anh chắc mày không quá đáng. Cạnh tranh công bằng một lần chơi không? Tưởng gì solo là chuyện nhỏ. Nếu mà em thắng thì anh không được ngăn cản em với Mèo nữa. Được rồi chú em. Mèo đi đâu lâu thế ta? À em đây. Rồi bắt đầu solo. Cạnh tranh công bằng. Ủa gì gắt vậy? Hay đúng như cái tên, người chiến thắng đây rồi. Thế nào, quân tử nhất ngôn, nói là phải làm nha. À được rồi, giờ Mèo là của anh chăm sóc tốt cho cô ấy nha. Ủa, là sao? Anh xin lỗi vì không thể giữ được em. Xin lỗi vì anh không nhận ra em khi em bị chị gái của mình làm hại. Và cũng cảm ơn anh Thắng vì đã bảo vệ Mèo. Trời ơi, em trai tôi. Anh không ngờ mày lại yêu con gái nhà người ta thế. Chứ sao? Chào chị dâu đi nào. Hai, thật ra anh chỉ quay lại giúp mày thôi. Chứ trước đó anh đã có người yêu rồi. Không ngờ chú em lại yêu Mèo đến thế. Thật vậy sao? Thế thì em không phải chờ đợi thêm nữa rồi. Mèo à. Hả? Cho anh một cơ hội để được bảo vệ em nha. Dạ em đồng ý. Mèo giờ là của Phúc này rồi. Tôi là
là một cô tiểu thư. Có thể nói như là gia đình tôi rất có thế mạnh trong xã hội này, sinh ra và lớn lên trong vòng tay của Vú. Vì ba mẹ tôi rất bận rộn với công việc, từ khi tôi còn rất nhỏ thì ba mẹ tôi đã đi công tác xa nhà. Đến giờ thì tôi cũng đã 19 tuổi và đang là một đứa tăng động. Nói không phải khoe chứ tôi bán hơi bị hay à nha. Đâu để xem có thằng địch nào bắn thử cho xem nè. À đây rồi, mày không tắt ở đâu con trai? Này thì láo. Rồi xong, đứa nào bắn lén đây? Và luôn là bên cạnh tôi mỗi khi vui buồn, luôn luôn là bà chị gái của tôi. Có thể nói như là ông trời đã ban cho ba mẹ tôi hai cô công chúa trong cùng một thời điểm, cùng một ngày sinh. Đúng vậy, tôi có một người chị gái sinh đôi. Mặc dù khuôn mặt và dáng người nhìn qua thì rất là giống nhau, nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau. Trái lại với tôi, một con người vui vẻ, hòa đồng và đôi lúc hơi điên khùng tăng động, thì chị gái của tôi là một người ít nói, trầm tính, có thể nói như là một lạnh lùng gơ. Bà cũng chơi game này nè, mà sao giờ chưa vô game nhỉ? Đây rồi, có ai hẹn tổ đội này? Nếu đoán không lầm thì là bà chị gái mình. Ôi chuẩn luôn kìa, tôi giỏi với ra không bà lại cho ăn táng. Nói thế thôi chứ chị em tôi yêu thương nhau lắm, đánh nhau suốt ngày ấy. Khang Vi, đây là cái tên của chị gái sinh đôi của tôi. Em học bài chưa mà vô game? Nãy chị giao bài tập làm đó hay làm chưa? Biết ngay mà, ngay mình để bắt mình học đây mà. Làm nhảm gì đây, trả lời chị mau. Ê, mà cái bài đó không là gì đối với em, dễ như ăn bánh ấy mà. Tí em ra làm 15 phút là xong ấy. Thôi bà nội, chị nhớ hôm qua chị giao cho em hai bài cơ bản dễ nhất mà. Mà mày hỏi tới hỏi lui, vẫn không biết làm, giờ đi học ngay hay muốn gì mét vú đây? Thôi bà, tí nữa em học, giờ chơi game xíu nha chị. Mày chơi từ nãy giờ rồi thay. Ai bảo mới vô huấn luyện chơi được tí thì chị hẹn đội đấy. Thế mày định bao giờ học? Tí nữa đi chị, giờ đi ghép xem có trai không nhá. Cái gì, mày mê trai thế hả Miêu? Từ khi nào mà lại có cái tật mê trai này thế hả? Không được nghe không? Ủa chứ chị không mê hả? Ai bảo không mê, mày thấy có đứa con gái nào mà không mê trai không? Thế mà lạ còn quá đây em. Quá đấy lệ thôi chứ chị mày còn mê hơn mày nữa đó. Thế là sao, đi kiếm trai không? Ok luôn em ơi. Ok luôn, mua cho tự chiến. Mà khoan, chị không thể đi kiếm trai chung với mày được. Ủa tại sao? Mày nhìn mày với chị xem, giống nhau như hai giọt nước. Nhỡ nó nhận nhầm mày là chị là mày thì sao? Ha. Đó, nhỡ có anh nào thích rồi, nhận nhầm chị là mày thì dở đấy. Thôi thôi, vô cái đã. Không hiểu sao mày lại nhận xét bà chị mình ít nói, lại lùng gơ nữa. À, mày dám mắng em tao, thằng này mày láo. Mày này, mày sắp xong với tao rồi. Nào thằng kia qua đây tao cân hai, chúng mày tuổi gì? Thôi to rồi. Gầy to quá chị tôi ơi. Lỗi kỹ thuật một tí, mày đợi đấy, quán sao mày biết tay tao. Thôi chị em đi đâu cũng có nhau, chết cũng chết cùng nhau là vui lắm rồi. Chết mà còn vui nữa hả bà nội? À, Miêu, thằng kia nó đứng khịa mình kìa, cay thế nhờ. Em nhớ rõ bản mặt nó rồi đấy chị Vi. Chị mày cũng nhìn rõ rồi, áo xanh quần màu đen, mày chết với bà. Giống nhau như hai giọt nước luôn. Ngáo hả bà, sinh đôi thì chả giống nhau. Nè, có khi nào em với chị là lên cưới chung một đám cưới không? Thế sao mày không ước là lấy cùng chồng luôn đi? Ha, thế cũng được nhỉ, hợp lý phết đấy chứ. Thôi con lại mẹ. Nếu mình đoán không lầm thì có thằng nào đó ở đây. À đây rồi thằng này, mày chết này. Anh nhầm da rồi chị em ơi. Meo meo, con nhỏ ngày trước khịa chị em mình nó xin vô. Ồ, nay lại được chị béo xin vô luôn cơ. Gì con kia, mày nói gì đây? Chị béo nay ăn mấy bát cơm. Mày bảo ai béo con kia, mày chán sống hả? Em đâu có ý đó. Tại tên chị là béo nên em tưởng ở ngoài chị là lợn. Nhìn cái tên vậy chứ, ở ngoài đời tao mới có 60 cân à. Ai đủ, 60 ký là lợn hai người á. Gầy gớm ghê. Chả gầy thì sao, người yêu tao còn bảo em cứ ăn nhiều lên, múm mím mày đáng yêu. Đáng yêu. Em đang muốn biết người yêu của đứa này là ai đấy chị Vi. Áo thật, sợ hãi các thứ. Hai chị em sinh đôi nhà chúng mày, chắc chưa có người yêu đâu nhở. Đã sinh đôi lại còn số giống nhau. Ê con kia, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Chả phải nhịn thì mày làm gì được tao. Chị Vi cố lên, trai ô, oánh bỏ mẹ nó đi. Ai, đứa nào oánh người yêu tao? Đồ gái xinh. Anh, nó bắt nạt em kìa. Thế à, hai em có người yêu chưa? Cho anh xin yên tư. Nhìn đi anh, em bảo anh vô sự hai chúng nó mà. Đúng là con trai, ai có giống ai, đều mê gái như nhau. Lỗi mà, chứ anh yêu em bé anh nhất. Dạ, tha lỗi cho anh đó, rồi giờ xử hai đứa kia đi. Hai em xinh tươi kìa. Anh nói gì đó, sao lại hai em xinh tươi? Này hai đứa kia, nãy mày làm gì người yêu tao, nói mau. Người anh cần hỏi là người yêu anh đó, tự nhiên xin vô đây gây chuyện. Đâu, cái giọng ngọt thế, em nào nói đây? Đúng, anh nói cái gì đó? Thôi thương thương, giờ ra ngoài anh mua trà sữa cho. Tôi hỏi, nãy anh nói gì? 10 cốc trà sữa, 5 gà rán, 3 bịch bánh tráng, 10... Dạ, giờ mình ra thôi, ở đây chẳng có gì vui, anh nhớ mua cho bé nha. Dạ, anh biết rồi mà, yêu em bé nhất. Hai đứa kia, ba mẹ ta đang có một buổi tiệc mà khi đến cần phải có bạn trai mặc vest đi cùng. Tao cũng không muốn mời đâu, nhưng gia đình mày cũng danh giá trong cái xã hội này, nhớ đến đó. Và đặc biệt phải đi cùng bạn trai biết chưa? Mà bọn tao làm gì có ai? Nghe nói buổi tiệc này rất quan trọng, công ty của nhà tao sẽ ký hợp đồng với bên công ty nhà mày. Đừng để ba mẹ mày mất mặt nha hai con ế. Đi thôi anh yêu. Má nó vừa bảo mình là cái gì đấy Mèo?
hai con ế. Mẹ, láo thật đấy, chị em mình đâu có ế, chỉ là độc thân thôi. Giờ buổi tiệc ở tính sao chị? Thì đến chứ sao, có ba mẹ chắc chắn chị em mình phải đi. Chị không nghe là nói hả? Tiệc đó phải có bạn trai đi cùng thì mới được vô. À hả, hay giờ chị giả trai, mày khoác tay chị đi vô. Không được đâu, nó nhận ra ngay, con đỏ nó ranh ma lắm. Thế giờ phải làm sao, kiếm chạy ở đâu giờ? Thôi cứ vô chặn đã. Nãy chơi tư chiến có đứa cùng nhận nhầm em với anh, ảo thật đấy. Nhìn anh với mày giống nhau như này mà, ai chả hiểu lầm. À khoan, hình như hai cô gái kia cũng... Hello, hai anh sinh đôi hả? Hai cô cũng sinh đôi hả? Đúng rồi đó. Không ngờ luôn á, trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến vậy. Chị Vy, có nghĩ giống em không? À, mày cũng nghĩ giống chị chứ gì, chị cũng nghĩ giống mày đó. Hai chị em mình hợp nhau quá mà. Quá giọng hai nhờ anh hai, câu bộ là tiểu thư danh giá. Để anh may thử xem có phải tiểu thư không nhá. Ờ, ai bán thùng dầu đấy? Hi, chào em, anh đứng đây từ nãy. Anh có biết tôi là ai không hả? Bán thùng dầu thế khiến cho người ta giật nảy đó. Không biết vô duyên là gì hả? À đủ, gì gắt thế cô gái. Tiểu thư danh giá, tính khí như vậy sao? Heo, bình tĩnh thôi, không được, buộc lộ tính cách thật, phải dịu dàng hay không? Nhưng mà anh ta bán thùng dầu em, mới luôn cái giáp này. Cô bé không cảm, anh trai tôi vui tính như vậy đó. Ít ra em trai còn được, mà hai anh có người yêu chưa? Ôi dồi ôi Mèo à, từ từ bình tĩnh coi, chưa gì để gãi gẫm người ta rồi. Phải nhanh chứ chị, ngày kia là có tiệc rồi đó. À, người yêu thì chưa có, không biết ai đó có chưa? Chưa, nhìn tôi như này lại biết chưa rồi còn phải hỏi. Ôi, vậy chúng ta hợp nhau quá rồi còn gì? Hợp ghê, vừa cãi nhau như chó với mèo xong. Mới gặp nhau tôi trêu xíu thôi, mong cô bé bỏ qua nha. Bỏ qua thì được, nhưng mà... Nhưng mà sao, cô muốn tôi làm gì nữa hả? Không biết là em trai quen gì đó đã có người yêu chưa? Thằng anh chưa có thì lấy đâu ra thằng em có. Ê, sắp mặt đây này, có ai hốt không? Nếu anh không phiền thì mình có thể. Đó đó, bà em tèm tèm lại mà chị còn lộ liễu hơn. Ôi dồi ôi luôn ý. Thì giờ lộ liễu được rồi đó, liêm sĩ như tầm này nữa. Đúng là chị mình quá chất. À, có trò vui rồi đây. Nãy thì bán thùng dầu tôi. Sao, bây giờ làm sao, muốn về? Đã bảo nãy chơi thôi mà, có cần phải bán vậy không? Mất cái giáp ba của tôi rồi. Thì tôi cũng treo thôi mà. Nãy ai cũng làm tôi bay cái giáp ba luôn đó ta. Cứ vì sự đẹp trai đó. Cái đồ mê trai. Cái gì? Anh dám? À thì mê trai nhưng mà mê anh hơn. Ừ, để tôi bơm máu cho anh nhá. Nhìn cái tướng quân máu kìa. Ừ, có tê xỉu. Đứng đây làm gì nữa? Bám theo tôi hoài là sao? Ngốc này, tôi đang đợi súng này nó hồi để bơm máu cho anh đó. Vậy mà còn không cảm ơn lại còn nhảy nhảy. Đã vậy, tôi nhảy theo luôn. Nhảy nào, nhảy. Mẹ anh gắn con dâu chưa? Hả? Con nói cái gì? Mèo, đi bắn nhau, mày tán trai vừa thôi. Chị, nãy giờ có theo cái cậu kia làm gì? Thì người yêu, chị chẳng đi theo. Ghê gớm, đã gọi người ta là người yêu rồi. Cặp song sinh này, mày lấy cặp song sinh này thì phải gọi là đỉnh của chóp. Ok, cô đi đâu thế? Thì đi bắn đi, bộ sao tôi không chịu được hả? Hai cô gái này hút vị thật đấy. Sao, chị kết hai ông nãy không? Không phải là kết mà chị thích luôn rồi mày ơi. Tém tém lại bà nội ơi. Mày chả thích quá còn gì. Giờ mà gả được hai ổng á là chị em mình có người đi tiệc cùng luôn đó. À ha, đúng rồi. Giờ thử các bạn xem. Nãy nói chuyện thấy hai ông đó cũng kiểu thích thích chị em mình. Đúng rồi đó, kết bạn đi mày. Em chắc chắn là sẽ chấp nhận luôn. Ờ, sao chưa chấp nhận cái bạn em chị Vy ơi? Cũng đã chấp nhận gì đâu, ca này khó à nha. Rõ ràng on mà kết bạn lại không chấp nhận. Hay là do chị em mình ảo tưởng, người ta đâu có thích mình. Không được, bây giờ phải tìm cách. Đứa này là đứa nào, cứ xin vô hoài nè Mèo. Chúng ta là những người con gái cùng chung một sở thích. Gì vậy má? Ê, có bị ngáo không ạ? Đó là thích đàn ông. Ta cũng có một sở thích, đó là gả kèo solo hai đứa tiểu thư chúng mày. Ủa, nay con này nó ngáo hả ta? Sao tự nhiên gạ kéo, tôi có động chạm gì đâu. Thế đấy, được không? Giờ ta ra tạp phòng solo 44. Ảo thật đấy. Má, không hiểu sao luôn, mà cứu lo ta hai ngày nữa rồi. Khoan, ta hết thẻ rồi, chúng mày tạo đi. Ngoại cả trưởng, vừa mồm to đùng bảo ra tạp phòng, giờ lại kêu hết thẻ. Đù má muôn giọng vô họng ghê. Thôi để em ra tạp, solo cho xong, mệt quá. 2 cân 4 luôn hả mày? Đơn giản ý mà. Ê, phải solo hai người thật sao? À đù, Quang, là anh ta. Sao có thể như thế được? Nhân đù. Ủa, sao họ vào được đây? À, hay nãy mình để pass dễ quá ta. 5 số 1, vô được là phải rồi. Thôi thì đang thiếu người, cho hai anh ta bắn luôn. Đúng là duyên phận mà, đá phòng kiểu gì mà vô chúng đây luôn. Có duyên ghê nhờ. Nãy mày đặt kết bạn không thèm chấp nhận, chảnh hết sức. Cô bỏ ai chảnh? Hai anh chứ ai gì mà kết bạn không thèm chấp nhận. Trong trận thì làm như thân thiết lắm ý. Ủa, bọn tôi không biết thật, nãy không để ý danh sách kết bạn. Chắc thích quá rồi đúng không, nên mới gắt như thế. Ai thèm thích, bắn đi kìa. Không phải là thích, mà là yêu mất rồi. Hả, anh nói sao cơ? À, nói gì đâu, trật tự tập trung bắn. Thank you.
rồi cũng phải gửi kết bạn lại thôi. Thoát làm sao được. Rồi cũng phải là của chị em mình thôi, đỡ thế nào được. Đẳng cấp lên từ vị trí của Mel và Vi. Trong tương lai em xin vô lại chị Vi ơi. Bố tương lai của con chị cũng xin vô nè. Yêu em. Anh hai bình tĩnh, đừng tỏ tình vội. Mà anh không chịu được nữa rồi. Không chịu được cũng phải bình tĩnh. Hèm. Gì hèm dữ vậy? À thì không có gì. Nè, có phải định tỏ tình tôi với Mel không? Ảo tưởng hả? Tỏ tình hai bạn làm gì? Bớt ảo đi nha, hai cô tiểu thư danh giá. Vậy xin vô đây làm gì? À, thế không cho ở đây thì đi ra nhá. Thôi, hai anh em mình ra đi. Ok, kìa, đứng lại. Thế giờ làm sao? Vô chơi nha, để tôi vô chặn. Hai, giờ mà muốn có người yêu thì liên hệ cho ai ta? Ủa, gì vậy? Cặp song sinh yêu cặp song sinh thì có phải là độc nhất vô nhị không? Hả? Ý anh là sao? Nói gì vậy? Nếu tôi nói thích em thì sao? Ảo tưởng hả? Ủa, sao lại ảo tưởng? Chẳng phải em cũng thích tôi sao? Ảo tưởng như này bao giờ mới có người yêu? Ảo ý thôi nhá, đại thiếu gia. Ủa sao? Sao em biết? Chị Vi à, chạy, chạy thôi. Bye bye nhá. Em đứng lại đó, em không thoát khỏi tôi được đâu. Đứa nè, giờ bắt em về Vi, ghen thật đấy. Mèo cẩn thận, không bắt được thì bảo anh. Ờ, dịu dàng dữ ha. Máu nè, em bơ vô đi Vi, còn lại để anh lo. Ồ, dễ thương quá. Mèo cẩn thận em. Quan tâm gì mà quan tâm thế? Anh hỏi lại lần cuối, có yêu không? Không. Tại sao? Không phải em thích anh hả? Nãy có người nói bọn tôi ảo tưởng gì ấy mà. Gì? Mà ảo hả? Không phải tỏ tình đâu. Thì có phải tỏ tình đâu. Thế thôi, ngồi đây làm gì? Mà là cậu hôn. Hả? Anh nói sao cơ? Cho anh một câu hỏi tìm hiểu anh nhá. Kìa Mel, còn chần chờ gì nữa? Thì em có chờ gì đâu. Dạ, dạ em đồng ý. Yêu em. Yêu em.